Nay làm clip phục hồi dũa lại nha mấy anh em. Mấy anh em xài mà dũa mà có lục quá mấy anh em đừng đục nha. Đây là cái dũa ít tin xịn nha mấy anh em. Này cũng xài lục rồi nè. Nên mình phục hồi lại nha. Cái này là 4.8L nha. Lưu ý là mấy anh em xài dũa xịn mới được nha. Còn dũa dỏm là mấy anh em phục hồi lại nó cũng lục nhất à. Đây là dũa xịn này nha, 4.8L rồi nha. Này là lục rồi nha. Đó. Còn khoảng 4.7L nha, giữa lục thì bắt lớp nó còn khoảng 4.7L nha. Giờ phục hồi lại nha, giữa xịn nha mấy anh em. Mấy anh em rửa cho nó sạch lại cái đi. Để nó vô dầu mỡ không. Nha anh em. Bỏ vô đây. Ngâm nha. Cái này là axit nha mấy anh em, này chắc axit sulfuric á. Cái này là mình thử inox xịn với inox xe giả nha. Này mình mua có mấy chục ngàn hay trăm mấy mà xài đâu mấy năm trời. Này mình thử axit thử inox giả thiệt ở nhà mình xài nha. Này đậm đặc lắm nha. Mấy anh em nên đổ axit vô nước nha, đừng đổ nước vô axit nha. Đổ nước vô axit là nó phản ứng là phỏng á. Chị lại nhiều quá đi. Ngâm em mấy anh em. Cái này em chỉ làm phục hồi một cây thử thôi nha. Cái hồi hiệu quả thì mấy anh em làm 50 cây gì đó. Thôi mấy anh em lại mấy tiệm vàng. Ngày xưa em là thợ kim hoàng á. Lại tiệm vàng thì nó có axit trắng với axit vàng. Và axit vàng là HCL á. Nó chỉ tẩy sạch thôi. Còn cái thằng axit trắng thì nó tẩy nó ăn luôn. Trắng là axit nitric á. Nè axit gì không biết, ngâm nha mấy anh em. Thử nha, thử phục chế đây nha. Rồi. Mình ngâm lúc khoảng 10:30 nha mấy anh em. Nè đang ăn nha mấy anh em. Đó chừng nào nó đổi màu luôn nha. Mình lấy ra mình sử dụng lại thử được không nha. Mình nghĩ chắc được à. Nãy nó màu tối giờ nếu mà nó chuyển sang màu sạm sạm là ok nha. Chờ nha mấy anh em. Đang ăn á. Giờ 10:30 nha. Thôi thôi để thử mấy tiếng hồ thôi. Em này em thấy trên YouTube của cái bác gì già già. Ông ngâm giấm. Thấy vậy em có axit sẵn em ngâm thử đi. Ngâm giấm ngâm 5 ngày, 3 ngày, 7 ngày gì á. Này em có axit sẵn nè. Em ngâm khoảng mấy tiếng hồi. Ồ nó ăn quá trạng rồi nè. Nãy là còn 4.7L chắc nó ăn cái này cỡ còn 4.6L là ok nha. Xong rồi em vừa thử cho mấy anh em xem luôn. Này thì mấy anh em phục chế là đỡ tốn tiền vừa xịn này giờ cây 30.000, 35.000 á. Wow, nó ăn. Nó chuyển màu được nha mấy anh em, thấy chuyển màu rồi đó. Phục chế là thì đỡ tốn tiền hơn. Nên anh em phục chế một lần 5-10 cây dũa. Mấy trăm ngàn nói à. Chờ kết quả nha mấy anh em ơi. Đó làm kim hoàng thì trong cái bàn này có một hũ axit vàng. Axit trắng thì để phân kim thôi. Axit vàng là chỉ để cho nó làm sạch thôi. Chờ kết quả nha mấy anh em, xong này em đi vũa thử nha. Rồi nha mấy anh em. Này ngâm khoảng 2-3 tiếng rồi nha, nó ăn nè mấy anh em. Này chắc em pha hơi nhiều quá. Ồ ăn. Rồi đi rửa đây nha. Rửa bằng son nha, rửa sạch sẽ. Cái này nó ngứa năng tài lắm nha.
Này làm đây lại là bền gấp 2-3 lần luôn nha. Đó, thấy có lần rồi đó. Những xà bông nữa. Dừa quá. Rồi, một hồi đi xuống thử đây. Kiếm gì lao. Ta yêu sai hay đúng, còn nhớ nhau là còn thương. Ăn dữ lắm nha. Này chắc là tỷ lệ hơi nhiều rồi. Nhiều thì mấy anh em để thời gian ở này lấy 2-3 tiếng rồi. Rồi thử còn được nhiều. Này chắc còn 4 ly mấy. 4 ly 5, 4 ly 6 gì. Rồi còn 4 ly 6 nha mấy anh em. Rồi đi vô thử cho mấy anh em coi nha. Rồi đem xuống tiệm cho thợ rửa và phát thử nó liếm được bén không. Đưa vào thực hành thử bén không? Này đục dân dân liếm liếm về nhé. Ngon bén. Em đi đâu giữ luôn không? Cái này cái lục hay gì? Cái này mới thì mới hả? Rồi giữ cái kia lại. Bén giữ không? Bén. Ăn hồi ngọt á. Ngọt. Ngọt như cái mới luôn. Ok nha mấy anh em. Ấm lớn thì được không? Ngọt lắm nha. Để... Rồi, cái án cho dễ nha. Nhớ luôn cái gì. Y như cái mới luôn. Mà ngọt lắm nha mấy nè. Rồi cây nãy là phục hồi thành công nha mấy anh em. Dũa như dũa mới vậy nha. Rất là bén nha. Cái này em phục hồi thêm 5 cây nữa nè, 4 ly và 4 ly 8 nha. Lưu ý này em phục hồi trên dũa tiên xịn nha. Đó, sẵn em có bán dũa tiên xịn luôn nha mấy anh em. Đó, ai thích thì liên hệ. Này có 3 size nha. Hay 4 ly, 4 ly 8 và 5 ly rưỡi. Đó. Này thùng thì 288 cây. Mấy cửa hàng nào mua thì có giá tốt nha. Này em phục hồi thêm 5 cây này nha. Này là 4 ly 8 và 4 ly nha. Phục hồi xong thì nó còn khoảng 4 ly 7, 4 ly 6. Cái kia 4 ly thì còn khoảng 3 ly 9, 3 ly 8 nha. Rồi em vô ngâm nữa nha mấy anh em. Đó cho nó ăn. Ai cần liên hệ nha. Phục hồi đây là rửa rất là bén nha. Đó mấy anh em, cái này là cho mấy anh em tiết kiệm. Ok mấy anh em. Tiết tiền chính hãng. Thẻ đầu xịn là mình phục hồi lại được nha. Rồi bảo giá lẻ cho anh em luôn nha. Một cây 35.000. Ship từ 9 cây. Một lỗ là 3 cây nha. Size 4 ly, 4 ly 8 và 5 ly rưỡi. Nó size nào cũng bằng giá hết. Một cây 35.000. Ship từ 9 cây, hay là 3 lỗ đó. Rồi ai anh em nào muốn lấy sỉ tiền thùng này 288 cây có giá sỉ inbox riêng nha. Cảm ơn anh em nha. Có 4 size 4 ly, 4 ly 8 và 5 ly rưỡi.